Đức Đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được giới thiệu về cây sung Mỹ, hay còn có cái tên khác là sung ngọt, giống xuất xứ từ Tây Á, được trồng nhiều ở bên Nam Mỹ. Cây được du nhập vào Việt Nam chúng ta cũng khá là lâu rồi. Hiện tại hàng cây giống của nhà vườn Đức Đại có kích thước đường kính gốc từ 1,5 phân đến 2 phân, cây cao từ 70 đến 80 cm. Ngoài cái hàng cây giống trai này ra thì nhà vườn Đức Đại còn có cái hàng cây giống nhỏ nhé. Quý bà con và quý khách hàng lưu ý, chúng ta có khả năng hoặc là điều kiện kinh tế đến đâu thì chúng ta sẽ mua và trồng những cái hàng này, đầu tư vào cái hàng ấy nhé. Với cái hàng này thì đang cực kỳ ổn định và xanh tươi tại nhà vườn Đức Đại rồi. Đây quý bà con và quý khách hàng nhìn, cây rất là đẹp và cực kỳ xanh tốt luôn. Quả của sung Mỹ khi chín chuyển sang màu đỏ thẫm, thịt mềm, có vị ngọt thanh, thịt mềm, thơm và có một lớp có một chút độ dai nhẹ. Bên trong có một lớp mật vàng trông rất là hấp dẫn. Quả thì to trên dưới 100 g nhé, trên dưới 100 g. Còn cây sung Mỹ khi nó trưởng thành và nó phát triển thì cây có chiều cao tầm khoảng 5 đến 6 m. Nếu mà bà con trồng, đầu tư để trồng đại trà để làm kinh tế thì chúng ta nên nên trồng cái khoảng cách từ 2 m đến 2 m rưỡi. Đây cây đang rất là to khỏe và đẹp tại nhà vườn Đức Đại luôn. Mọi thắc mắc cũng như là kỹ thuật chăm bón hoặc là liên hệ mua hàng thì quý bà con cũng như quý khách hàng vui lòng Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến 2 đầu số đang hiển thị trên màn hình nhé. Còn bây giờ thì Đức Đại cũng xin khép lại cái video giới thiệu về cây sung Mỹ, hay còn gọi là sung ngọt ở đây nhé. Chúc quý vị và quý bà con một ngày tràn đầy năng lượng và luôn luôn ủng hộ kênh cây giống nông nghiệp 4.0 được phát triển và được phục vụ quý bà con nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.